Chúng em vừa mới kê bộ trường kỷ cho một anh khách ở Thái Nguyên. Thì đây là bộ thứ hai chúng em xuống xe. Thì em đến đây thấy cái khung cảnh nhà anh quá đẹp luôn. Cảnh rất đẹp. Và các anh ấy giữ lại cái ngôi nhà từ thời các cụ xây á. Thì cái không gian nó nhỏ nên là các anh em mua cái bộ trường kỷ nhỏ để anh ấy kê vào đây để cho các cụ ngồi. Đấy, chúng em mới kê xong đấy. Thì mọi người trong nhà đều rất vui nha các bác. Từ bà rồi đến các cô, các chú rồi các cháu. Đây là cái gian thờ tổ tiên. Thì anh chị giữ lại. Vâng, đấy, cụ đang giới thiệu cho em đấy ạ. Thì đây là cái bộ trường. Vâng, vâng ạ. Đây, cái bộ trường kỷ của chúng em đây. Nó là gỗ gũ. Chân thì 9 chỉ các bác ạ. Dài phủ bì 1m97. Mặt ghế sử dụng 47cm. Tay cuốn là 8-12. Đục hình thức xoắn ốc. Thì cái công việc của chúng em là bán hàng, giao hàng, xuất nhập hàng. Và chúng em khi giao tới tận tay người tiêu dùng như thế này, được các bác yêu quý và rất là tâm đắc, rất là mãn nguyện với số tiền các bác ấy bỏ ra, thì chúng em hạnh phúc lắm. Đấy, cái này là đục sen cò hai mặt nhé các bác. Đấy, sen cò nó như vậy đấy ạ. Bác ấy mua một cái đôn thêm, chứ thực ra cái bộ này nó chỉ có 3 món thôi. Có nơi thì gọi là cái kẹp nha các bác. Đây, em sẽ quay chi tiết thế này. Nó như vậy đấy ạ, là cái bàn nhỏ như vậy đấy ạ. Vâng. Bên này cũng là sen cò. Khi sen cò đục thủng là mặt trước nó sẽ sắc sảo và mềm mại hơn phía sau. Phía sau thì cũng ok thôi. Đấy, các bác ạ, phía sau cũng đục. Thang đố chắc chắn. Vâng, bà thích. Yếm thì rơi ngậm thỏ đấy ạ. Thì bộ này hoàn thiện rồi, công tiền cước giao. Rồi em nói giá luôn thì nó dưới 22 triệu các bác nhá, giao tận nhà ở khu vực miền Bắc. Đấy. Bởi vì nó là bộ nhỏ, ở quê em gọi là bộ nhỏ, có nơi gọi bộ chung. Đấy, bác nào có nhu cầu mua trường kỷ thì liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0813051906. Em là Duy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác nhiều sức khỏe. Chúc các bác có những ngày làm việc hiệu quả. Vâng. Đây, nhà của cô là em quay luôn. Là cái khung gỗ từ ngày xưa đấy, ngói âm dương đấy. Thợ Đồng Kỵ Bắc Ninh đấy. Ôi. Dạ vâng, bọn con biết thợ Đồng Kỵ. Đấy, cái bộ bàn trường kỷ kê trong đấy thì cái bộ salon này các bác lại kê ra ngoài. Đấy, giờ em ra đây em uống nước chè với các bác ấy. Thực sự là rất là vui. Cả hai bên đều vui vẻ. Em chào các bác.